Ok. Ờ, đâu có bàn tay rồi biết ai làm rồi. Nhỏ, à, vậy hả? Nó teo nhỏ xíu hả? Ờ, cắt nó hay lọt đũa. Hoàng cũng rắc cái bột đó không? Trong lúc xào Hoàng cũng rắc cái bột đó vào phải không? Ướp rồi. À ướp cái bột đó là vào luôn hả? Ướp rồi. À ướp chưa? Ồ ướp cái bột đó trước. Ok. Thiếu cái gì? Hoặc tiêu hả? Hủ tiêu hả? Hủ con ngọt. Cần tiêu nữa không? Tiêu dưới dưới này. Lá xòe hải tiêu nó đây tiêu này. Ờ tiêu này nè, để sẵn hoàng tiêu nè.
đĩa, mua một đĩa, mua một đĩa.